Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến quý vị các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 13 tháng 6 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Kim Sang-sik để lại dấu ấn lớn so với huấn luyện viên Philippe Chu-ji sau hai trận đầu dẫn dắt tuyển Việt Nam. Báo Trung Quốc đánh giá thấp tuyển Việt Nam. Cổ động viên Việt Nam gửi chiến thư đến Indonesia của ông Shin Tae-yong. Mời các bạn cùng đón nghe. Báo Tàu đánh giá thấp Việt Nam. Các bạn thân mến, mới đây thì truyền thông Trung Quốc đánh giá rất cao sự vươn lên của tuyển Indonesia. Bên cạnh đó thì cũng đánh giá thấp trình độ hiện tại của tuyển Việt Nam. Cụ thể thì trang 163.com vừa mới đây đã có bài viết cho đăng tải sau khi tuyển Việt Nam của chúng ta chính thức là dừng bước tại vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Trong khi đó, đối thủ cùng khu vực là Indonesia có tấm vé đi tiếp ở bảng F của vòng loại thứ hai World Cup. Cụ thể, với bài viết có tiêu đề "Với tỷ số 2-0, đội tuyển hạng 134 thế giới làm nên kỳ tích vượt qua Việt Nam để đi tiếp ở vòng loại World Cup." Ngoài việc là thuật lại diễn biến ở hai cặp đấu lượt cuối của bảng F thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026, trang 163.com của Trung Quốc cũng đưa ra sự so sánh về sự phát triển của hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Trang báo này cho rằng là Indonesia đã vượt qua Việt Nam và đây là điều hiển nhiên. Tuyển Indonesia đã làm nên lịch sử. Bạn biết đấy, vài năm trước ở vòng loại thứ hai của World Cup 2022, khu vực châu Á, Indonesia cũng từng nằm chung bảng với Việt Nam. Kết quả là Việt Nam ghi được 17 điểm sau 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua sau 8 trận, đứng nhì bảng sau UAE. Trong khi đó, tuyển Indonesia không trận thắng, thua 7 trận, đứng cuối bảng và đương nhiên là bị loại. Vì vậy mà chỉ trong vài năm, tuyển Indonesia từ đội xếp cuối ở vòng loại World Cup 2022 đã chuyển sang phản công tuyển Việt Nam. Và ở vòng loại thứ hai của World Cup 2026, việc Indonesia vượt qua Việt Nam để đoạt vé đi tiếp là điều rất hiển nhiên. Ngày nay thì khuôn mẫu của bóng đá châu Á đã hoàn toàn bị phá vỡ. Các đội như là Indonesia dần trỗi dậy. Theo thời gian thì họ thậm chí có thể thách thức cả Nhật Bản, Iran. Ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2026 sắp tới đây, dù không được đánh giá cao, nhưng Indonesia đủ sức gây bất ngờ. Đội nào đánh giá thấp họ có lẽ sẽ phải trả giá. Tương tự thì trang China Press cho rằng, theo lý thuyết cũ thì Việt Nam được đánh giá là cao hơn so với Indonesia. Tuy nhiên thì cục diện hiện tại đã hoàn toàn đảo chiều. Bảng F tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 gồm các cường quốc Tây Á là Iraq và 3 đội Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines. Theo lý thuyết cũ mà nói, Iraq và Việt Nam có khả năng đi tiếp là cao nhất. Tuy nhiên, Indonesia lại trở thành chú ngựa ô của giải năm nay. Đội tuyển này có nhiều cầu thủ nhập tịch từng thi đấu ở châu Âu và có thể coi là chú ngựa ô của bóng đá châu Á. Tại Asian Cup, họ cũng lọt vào top 16 đội, còn hiện tại, họ vẫn tiếp tục cạnh tranh cho suất dự World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico. Với việc tuyển Thái Lan, Việt Nam, Malaysia đều bị loại ở vòng cuối, Indonesia là đội duy nhất tại khu vực này lọt đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2026. Họ chỉ xếp hạng 134 thế giới, không bằng Thái Lan, hạng 101 hay là Việt Nam, hạng 115, nhưng lại thi đấu ấn tượng và thành công hơn. Các bạn thân mến, ở hai trận vừa qua của ông Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam, ít nhiều đã để lại ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam và một chi tiết rất đặc biệt đó là tuyển Việt Nam cho thấy khả năng tấn công rất ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Hàn Quốc. Nó khác hẳn so với thời huấn luyện viên Philippe Chu-ji. Tuyển Việt Nam của chúng ta vừa khép lại hành trình tại vòng loại thứ hai của World Cup 2026 với vị trí thứ 3 ở bảng F và chính thức bị loại. Đây là điều đã được dự báo từ trước sau khi đội bóng của chúng ta để thu liền hai trận trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Indonesia. Sau khi lên nắm quyền, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã cùng tuyển Việt Nam hoàn thành nốt hai trận còn lại của vòng loại này với thành tích là một thắng, một thua. Một chi tiết đáng chú ý là trong hai trận đấu vừa qua, Việt Nam đã ghi được 4 bàn, tức là 2 bàn một trận. Điều này là tương đối bất ngờ bởi là ở 4 trận trước đó thuộc vòng loại thứ hai của World Cup
2006, tuyển Việt Nam của ông Philippe Jouzier chỉ có 2 lần xe lưới được đối thủ. Giữa thời ông Kim Sang-sik, những tình huống lên bóng của tuyển Việt Nam tỏ ra là khá sang nước và biến ảo hơn. Tiêu biểu như ở trận gặp Iraq ở lượt cuối vừa qua, dù là gặp phải đối thủ mạnh, nhưng tuyển Việt Nam cũng đã triển khai tấn công một cách mạch lạc và có bài bản. Không ít lần ở trận đấu này, Tiến Linh và đồng đội cũng đã khiến cho khung thành của Iraq phải chao đảo. Nhìn vào hai trận gần đây thì có thể thấy tuyển Việt Nam đang thi đấu khá trực diện, không tấn công quá nhiều, nhưng những tình huống lên bóng của chúng ta đều rất chất lượng và có chủ đích rõ ràng. Bên cạnh đó thì cách triển khai tấn công của tuyển Việt Nam cũng là khá đa dạng và không dễ bị bắt bài. Nhưng có điều là các chân sút của tuyển Việt Nam là vẫn chưa tận dụng quá tốt các cơ hội mà mình tạo ra được. Tuy nhiên thì về lâu về dài, điều này có thể hoàn toàn được cải thiện và nếu cứ chơi tấn công như hiện tại thì chúng ta hứa hẹn là mạnh mẽ hơn nhiều so với thời ông Philippe Jouzier. Cổ động viên Việt Nam gửi chiến thư đến Indonesia. Các bạn thân mến, sau khi các cổ động viên của Indonesia đã có những bình luận mang tính châm chọc liên quan đến tuyển Việt Nam thì các cổ động viên của chúng ta đã có phản ứng với lời hẹn là sẽ gặp nhau tại ASEAN Cup 2024. Sau hai trận vừa qua của hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia thì trên mạng xã hội, các cổ động viên của Indonesia đã có những bình luận có tính chất là khiêu khích liên quan đến thất bại của tuyển Việt Nam. Người hâm mộ Indonesia cho rằng đội tuyển của họ đang là số 1 Đông Nam Á khi không chỉ là Việt Nam mà cả Thái Lan lẫn cả Malaysia đều phải dừng bước tại vòng loại thứ hai. Đáp trả lại những ý kiến này, người hâm mộ Việt Nam đã có phản ứng mạnh mẽ. Cổ động viên nhận định là Việt Nam bị loại là điều không quá bất ngờ ở thời điểm này. Nhưng cần nhớ là 3 trên 4 trận thua trước đó là dưới triều đại của ông Philippe Jouzier. Còn hiện tại thì Việt Nam đã được dẫn dắt bởi ông Kim Sang-sik. Lối chơi và tinh thần của Việt Nam đã có chuyển biến rất tích cực. Và khi có thêm thời gian thì ông Kim Sang-sik sẽ giúp cho Việt Nam khôi phục được sức mạnh của mình. Cùng quan điểm thì một tài khoản khác cho biết là Indonesia đã quá hào hứng với thành công, nhưng là nhờ đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch. Điều này chưa chắc giúp họ có được thành công mang tính bền vững bởi họ không có sự tiếp nối cần thiết về thế hệ cầu thủ. Còn Việt Nam hiện nay thì đã có sự pha trộn hài hòa hơn về nhân sự. Ông Kim Sang-sik cũng đã và đang chứng tỏ ông là người biết cách chuyển lửa để cho đội bóng của mình luôn chơi quyết tâm và có sự đoàn kết cao nhất. Một tài khoản khác nêu ý kiến là tại ASEAN Cup tới đây, Việt Nam cùng bảng với Indonesia và hai đội sẽ gặp nhau. Tôi tin rằng là trong thời gian tới, ông Kim Sang-sik sẽ có đủ điều kiện để nâng cấp sức mạnh cho tuyển Việt Nam. Indonesia đã thắng Việt Nam 3 trận gần nhất, nhưng đó là thời của ông Jouzier. Và lúc này, Việt Nam tuy là vẫn chơi với hầu hết gương mặt cũ trong hai triều đại Park Hang-seo và Jouzier, nhưng tinh thần thì đã được cải thiện. Ở lần đọ sức tới, gió sẽ đổi chiều và Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại được Indonesia. Thậm chí, cổ động viên khác còn khẳng định là bất cứ đội nào cũng có những giai đoạn thăng trầm. Hơn một năm qua, Việt Nam đã sa sút vì không phù hợp với triết lý của ông Philippe Jouzier, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đang dần thay đổi. Một khi Việt Nam có được lối chơi phù hợp và ông Kim Sang-sik điều chỉnh chiến thuật lẫn nhân sự tốt, thì thi đấu sẽ khác. Indonesia của ông Shin Tae-yong sẽ không thể tự tin thái quá mãi, và điều đó có thể là được minh chứng ngay ở vòng bảng của ASEAN Cup 2024. Thất bại ở vòng loại World Cup 2026 khiến cho tuyển Việt Nam phải định vị lại chỗ đứng của mình và chuẩn bị kỹ càng hơn cho tương lai. Với ông Kim Sang-sik thì quãng thời gian chuẩn bị cho trận ra mắt là 5 ngày. Các cầu thủ trong khi đó cũng đang cạn pin với mật độ thi đấu dày đặc ở V-League. Còn tinh thần thì cũng đã hứng chịu những đòn giáng mạnh với 7 trận thua liên tiếp. Còn quá sớm để nói rằng ông Kim Sang-sik sẽ thành công hay là thất bại. Tuy nhiên thì trong điều kiện chuẩn bị ngắn ngủi và hạn chế hơn nhiều so với người tiền nhiệm, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng để lại dấu ấn, đó là lối chơi có đường nét, đặc biệt là trong khâu tấn công cũng như luân chuyển bóng. Ông Kim Sang-sik có những mảng miếng, những bài vở chiến thuật rõ ràng, đặc biệt là ở những tình huống chuyển cánh hoặc là tấn công biên hay phản công. Như đã đề cập ở trên thì ở trong trận thua 1-3 trước Iraq, tuyển Việt Nam đã ít nhiều có 3 cơ hội trong hiệp 1, trong đó phải kể đến tình huống rõ ràng nhất là Văn Thanh đã thoát xuống đối mặt với thủ môn. Nhưng cầu thủ sinh năm 1996 lại khống chế bóng vụng về, dẫn đến cơ hội trôi qua.
hay sau đó là pha bóng mà cả Hoàng Đức và Văn Khang đều có khoảng trống để dứt điểm, xong thì đều bỏ lỡ. Ông Kim Sang Sik nhấn mạnh là chúng tôi gặp khó khăn nhưng ít nhất các cầu thủ đã dám chơi bóng để đi tìm chiến thắng. Tuyển Việt Nam nhận tin bị loại từ trước trận gặp Iraq nhưng vẫn vào trận với một khí thế và quyết tâm chiến đấu đến phút cuối cùng. Đó là bước đột phá về tinh thần chứ không thuần túy là về mặt chiến thuật. Bình luận viên Quang Huy khẳng định là nếu huấn luyện viên tạo được lòng tin cho cầu thủ nhờ chiến thuật phù hợp, tinh thần đội tuyển Việt Nam sẽ đi lên. Tinh thần và đấu pháp là hai yếu tố gắn bó mật thiết với nhau. Ông Kim Sang Sik hiểu rõ điều này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã dành phần lớn thời gian để trò chuyện cũng như lắng nghe với cầu thủ, tạo được lòng tin với đấu pháp tốt trong hai trận đã qua. Dù là chưa thể xây dựng được chi lý chơi bóng hoàn chỉnh, nhưng đó vẫn là khởi đầu đáng trông đợi. Khi mà ông Kim Sang Sik có thêm thời gian chuẩn bị thì đội tuyển chắc chắn là sẽ còn chơi tốt hơn. Tuy nhiên thì để tránh lặp lại thất bại ở vòng loại World Cup, việc có huấn luyện viên giỏi là chưa đủ. Bằng chứng là tuyển Thái Lan cũng đã dừng bước cho dù là ông Isi, người rất hiểu bóng đá ở Thái Lan, đã có mặt trên băng ghế chỉ đạo. Còn tuyển Malaysia thì cũng đã phải cầu viện cựu giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Kim Bang-gon, nhưng rốt cuộc thì cũng không thể vượt qua vòng loại. Để cạnh tranh ở cấp độ châu lục, một đội tuyển quốc gia cần hội tụ đủ 3 yếu tố: nội lực của nền bóng đá, huấn luyện viên đẳng cấp và chiến lược phù hợp. Có lẽ cả 3 đội là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia đều thất bại bởi ít nhiều là thiếu một trong 3 yếu tố kể trên. Cú ngã ở vòng loại World Cup 2026 đã khiến bóng đá Việt Nam phải nhìn nhận lại về vị thế cạnh tranh. Bên cạnh những đội hàng đầu như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc, Iran thì nhóm bám đuổi ở phía sau như là Iraq, Qatar, UAE, Uzbekistan, Jordan cũng rất ổn định. Ngoài ra thì nhìn những đội tuyển không thuộc hai nhóm trên nhưng cũng vừa giật được vé đến vòng loại thứ 3 theo kiểu như là Indonesia, Triều Tiên, Coes thì thấy là bóng đá châu Á hiện đang rất cạnh tranh. Điều đó đồng nghĩa với việc là nếu đứng yên thì là sẽ thụt lùi. Tuyển Việt Nam đã tìm được nhà cầm quân phù hợp, bước đầu có thể nói rằng là như vậy. Và dấu ấn của ông Kim Sang Sik cũng đã có, nhưng thực tế là nếu muốn thành công thì ông Kim Sang Sik phải có bột mới gột nên hồ. Đó là sự đột phá ở chất lượng cầu thủ, năng lực của các đội tại V-League, vốn là đỉnh của kim tự tháp bóng đá Việt Nam. Cộng thêm tầm vóc đào tạo trẻ và sân bãi cùng một chiến lược phù hợp thay vì đã đặt mục tiêu quá tầm với chúng ta. ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam muốn ít nhất lọt vào chung kết. Quá trình này chắc chắn là phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.